những điều cấm kỵ trong giao tiếp với người khác. Một, Ngắt lời người khác. Ngắt lời khi người khác đang nói là hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng và không lắng nghe. Nó có thể gây khó chịu và làm gián đoạn dòng suy nghĩ của đối phương. Hãy chờ người kia nói xong và thể hiện sự quan tâm bằng cách lắng nghe một cách chủ động. 2. Sử dụng lời nói thô tục, xúc phạm, ngôn ngữ thô tục, xúc phạm hoặc mang tính công kích cá nhân không bao giờ được chấp nhận trong giao tiếp. Nó không chỉ làm tổn thương người nghe mà còn phá vỡ mối quan hệ và tạo ra một môi trường tiêu cực Hãy lựa chọn từ ngữ cẩn thận, thể hiện sự tôn trọng và lịch sự. 3. Áp đặt quan điểm cá nhân, cố gắng áp đặt ý kiến của mình lên người khác mà không tôn trọng quan điểm của họ là một điều cấm kỵ. Mỗi người đều có quyền có quan điểm riêng, vì vậy hãy tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích thảo luận mang tính xây dựng. 4. Làm lơ hoặc không lắng nghe. Việc không chú ý khi người khác đang nói, như nhìn điện thoại, nhìn xung quanh hoặc tỏ ra không quan tâm là hành động thiếu tôn trọng. Điều này có thể khiến người kia cảm thấy bị coi thường và không quan trọng. Hãy tập trung lắng nghe để hiểu rõ hơn và thể hiện sự tôn trọng. 5. Nói dối hoặc đưa ra thông tin sai lệch, sự không trung thực trong giao tiếp gây mất niềm tin và làm hỏng mối quan hệ. Khi người khác phát hiện ra bạn nói dối, họ sẽ khó có thể tin tưởng bạn trong tương lai. Hãy luôn trung thực và minh bạch trong mọi tình huống. 6. Thiếu tôn trọng không gian cá nhân, giao tiếp không chỉ là về ngôn ngữ mà còn bao gồm cả ngôn ngữ cơ thể. Việc đứng quá gần hoặc có những hành động vượt qua giới hạn có thể làm người khác cảm thấy không thoải mái, Hãy tôn trọng không gian cá nhân của người khác và giữ khoảng cách phù hợp. 7. Phê phán hoặc chỉ trích quá mức, góp ý xây dựng là cần thiết, nhưng chỉ trích hoặc phê phán quá mức sẽ gây ra sự phản cảm và làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Hãy chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng, tập trung vào vấn đề cụ thể thay vì công kích cá nhân. 8. Không kiểm soát cảm xúc, thể hiện quá mức cảm xúc tiêu cực như tức giận, giận dữ hoặc thất vọng có thể làm cho tình huống trở nên căng thẳng và gây ra hiểu lầm. Hãy giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc để giao tiếp một cách hiệu quả và tránh gây tổn thương cho người khác. 9. Bàn tán về chủ đề nhạy cảm, bàn tán về chủ đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo, giới tính hoặc vấn đề cá nhân có thể dễ dàng gây tranh cãi và làm người khác cảm thấy khó chịu. Tránh những chủ đề này trừ khi bạn chắc chắn rằng chúng phù hợp với ngữ cảnh và mọi người tham gia đều cảm thấy thoải mái. 10. Thể hiện thái độ kiêu ngạo, trịch thượng, thái độ kiêu ngạo hoặc trịch thượng sẽ khiến người khác cảm thấy bị coi thường và làm giảm hiệu quả giao tiếp. Thay vào đó, Hãy thể hiện sự khiêm tốn, tôn trọng và cởi mở. 11. Thiếu sự đồng cảm. Thiếu sự đồng cảm và không thấu hiểu cảm xúc của người khác có thể làm cho họ cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không được quan tâm. Hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác và thể hiện sự cảm thông để tạo ra một kết nối chân thành. 12. Nói quá nhiều về bản thân. Trong giao tiếp, nếu chỉ tập trung vào nói về bản thân mà không để ý đến những gì người khác muốn chia sẻ, bạn sẽ dễ bị coi là ích kỷ và không quan tâm đến người khác. Hãy cân bằng giữa việc chia sẻ và lắng nghe. 13. Quên đi sự cảm ơn và đánh giá cao, bỏ qua việc cảm ơn hoặc đánh giá cao người khác khi họ giúp đỡ hoặc làm điều gì đó tốt là một lỗi giao tiếp phổ biến. Thể hiện sự biết ơn và đánh giá cao là cách để duy trì mối quan hệ tích cực và thân thiện. Tránh những điều cấm kỵ này sẽ giúp bạn tạo ra một môi trường giao tiếp tích cực, tôn trọng và hiệu quả, đồng thời xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Chúc bạn sẽ trở thành một người giao tiếp đỉnh cao.